Nếu biết trước em không hề hối tiếc, anh nơi đây sẽ không mong chờ. Bao yêu thương đam mê cũng sẽ rời xa. Có những lúc anh nghe dòng nước mắt đang trôi theo những bước chân người. Con tim yêu đương ơi dáng đi thật sao. Em đâu hay tim anh chỉ có anh ngu ngơ ôm lấy những giấc mơ. Em ra đi mang theo bao khát khao còn gì cho nhau. Mai rời xa tình còn nghe xót xa. Mai rời xa đường mình ta với ta. Mai rời xa đời bình yên vắng em. Anh sẽ hoài cô đơn hỡi em. Khóc đi con tim dại khờ, tình yêu sẽ qua. Thôi tình ơi xin ngủ yên giấc mơ êm đềm. Xin gửi lời chào quý vị rất nhiều. Hôm nay Hưng đi quay về thì cái giọng không Hưng làm loạn à. Em đi hát anh. Có mấy đứa em nó bắt chước, nó thích quá thì nó hát câu nghe không coi chơi coi. Để biết trước em không hề hối tiếc. Thôi thôi nghỉ đi. Anh ở đây sẽ không lâu chưa. Thích làm gì nên hả? Dạ thích cái làm có Hưng. Là gì? Là đừng có ham á. Đinh Ngọc Diệp với John Huy đâu rồi? Đinh Ngọc Diệp, John Huy. John Huy và Đinh Ngọc Diệp mến chào quý vị khán giả đến với chương trình Dance Your Face Off. Bước nhảy ngàn cân. Ngọc Diệp xin được phỏng vấn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Anh Trường Giang trở thành thần tượng của rất nhiều người từ cái vai diễn tên là Mười Khó. Nhưng mà đó là một cái vai diễn rất khó, một người cha khó tính. Làm sao anh có thể có được những cái kinh nghiệm cho cái vai diễn xuất sắc như vậy ạ? Tất cả những kịch bản mà Trường Giang đóng chung với anh Hoài Linh á, thì câu chuyện đó nó đều ở ngoài đời hết. Tuy nhiên hai anh em bàn với nhau thì có một cái nhìn khác những người khác, tức là nhìn những câu chuyện đó ở góc độ hài hước. Và sau khi nhìn ở góc độ hài hước thì sẽ mang về một bài học đúng đắn nhất. Cái đó là lấy mẫu số chung của tất cả những người cha ở miền Trung cộng lại. Có lúc thì hiền, có lúc thì khó, có lúc thì dữ, có lúc thì bắt bẻ. Còn người cha ruột của anh Trường Giang thì như thế nào, có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được không? Đã nói về cha thì không người cha nào mà trong mắt con cái không tuyệt vời hết. Anh giống ba điểm nào? Đẹp trai. Còn gì nữa không? Lùn. Không, ba em cao lắm, anh Linh biết, ba em cao lắm. Có người làm chứng. Xem xui vậy. Nói chung là cay đắng, xấu, buồn bã, đau thương ở gia đình là anh nhận hết. Sao tự nhiên bữa nay nói chuyện thật thà dễ sợ luôn á? Dạ, thì vì mấy anh chị anh của anh thì giờ đi làm hết rồi. Ai cũng có vợ đẹp, cũng có con khôn hết rồi. Chỉ có mình anh là còn đứng bên cạnh em. Thôi cũng chia buồn với anh. Hy vọng là anh sẽ sớm có tin vui.